6 kiềm kiềm bổ nhôm. Thế thì là mình học hết đến nhôm thì cũng chính là cái chương trình của Sở Hà Nội thi. Sở Hà Nội thi nhôm vào tháng 3 nhá. Hy vọng là bài kiềm hôm nay mình học một phát là xong bài kiềm. Trả buổi sau dành cho bài kiềm cổ. Kiềm cổ là một buổi rưỡi. Sau đó sang nhôm. Phấn đấu làm sao mà học được hết nhôm trước kỳ Tết. Được không? Bài số 1 là kim loại kiềm. Cái phần mà khó khăn nhất nhá, cái phần mà khó khăn nhất là phần đại cương kim loại mình vượt qua rồi. Bắt đầu từ giờ trở đi thì toàn là dễ. Chỉ có một vài bài khó khó về mặt lý thuyết như bài về chrome là phải bổ lý thuyết. Còn lại bây giờ từ đây trở đi là toàn là dễ. Thì bắt đầu từ đây trở đi thì hầu hết các kiến thức của các em là ok rồi, nhưng các em đã đề rồi. Đấy, thế là lý do tại sao các em sẽ có lớp luyện đề. Thế thì đầu tiên mình học về kim loại kiềm, mình sẽ học được một ba mã. Cấu hình e vị trí, cấu hình e một ba mã vị trí cấu hình e. Thế đầu tiên ạ, mình phải biết là các kim loại kiềm là gồm những cái gì. Thì thường những câu mức độ nhận biết sẽ hỏi là thành những thằng nào sau đây là kim loại kiềm, chúng ta vẫn hay bị nhầm những cái câu đấy. Thì các kim loại kiềm là lâu, nay, không, rảnh, chơi, phây. Lâu nay không rảnh chơi phây, thế là thuộc được. Lâu nay không rảnh chơi phây. Dĩ nhiên li ti natri kali nhìn phát là biết các kim loại kiềm rồi, nhưng còn rubidi, cesi và francy thì chúng ta có gặp mấy đâu, đúng không? Nên mình không nhớ, không biết nên chúng ta có cái câu đấy ạ. Lâu nay không rảnh chơi phây thì bọn này đều là kim loại kiềm. Đấy chưa? Nguyên tử khối thì đề bài sẽ cho, nhưng chúng ta có một vài thằng chúng ta nên nhớ ngày tức. Ví dụ như nguyên tử khối của li ti bằng 7, natri bằng 20, 3 và kali bằng 39. Và từ cái nguyên tử khối này thì hoàn toàn chúng ta suy luận ra được là số điện tích, đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử bằng cái phương pháp là lấy nguyên tử khối chia cho 2 làm tròn xuống. 7 chia 2 thì bằng 3,5 làm tròn xuống. Vậy Z của li ti 3. Natri là 23 chia cho 2 thì bằng 11,5, mình làm tròn xuống 11. Kali là 39 chia cho 2 bằng 19,5, 19,5 mình làm tròn xuống còn 19. Được chưa? Vậy mình sẽ có ạ. Cấu hình E của li ti là 1S 2 2S 1 natri 1S 2 2S 2 2P 6 3S 1 kali 1S 2 2S 2 2P 6 3S 2 3P 6 4S. Được không? Vậy hay nói khác là cấu hình E của tất cả các nguyên tố kim loại kiềm đều có dạng là NS1 nha. Tất cả các nguyên tố kim loại kiềm thì đều có cấu hình E là NS1. Nhưng tất cả các nguyên tố có cấu hình E là NS1 có phải là kim loại kiềm không? Không. Hydro 1S1 đâu phải kim loại kiềm. Đấy chưa? Tất cả các nguyên tố kim loại kiềm thì đều thuộc nhóm 1A, nhưng tất cả các nguyên tố thuộc nhóm 1A thì lại không phải là kim loại kiềm. Bởi vì hydro cũng thuộc nhóm 1A và hydro nó là kim kim, không phải kim loại kiềm. Nhớ chưa? Đây mình ghi một vài cái chú ý vào. Tất cả các nguyên tố kim loại kiềm có cấu hình E, lớp ngoài cùng là NS1. Đấy chưa? Nhưng tất cả các nguyên tố có cấu hình E lớp ngoài cùng là NS1 thì không phải là nguyên tố kim loại kiềm. Hai là tính chất vật lý. Tính chất vật lý. Các nguyên tố kim loại kiềm thì chủ yếu tồn tại ở điều kiện thường dưới dạng chất rắn, đấy chưa? Dưới dạng tinh thể lập phương con này có nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy thấp,
Mềm. Trong đó có anh nào mềm nhất đấy ạ? Anh nào mềm nhất ạ? CC mềm nhất. Được chưa? Franci thì đáng nhất là Franci phải mềm nhất, nhưng Franci nó là nguyên tố phóng xạ nên không xét đấy. Được chưa? Trong đó thì mềm nhất là CC. Được chưa? Trọng lượng riêng nhẹ nhất. Nhẹ nhất là thằng nào? Nit. Dĩ nhiên bọn này đều có anh kim. Được chưa? Ba là tính chất hóa học. Tất cả các bọn kim loại kiềm này, tại sao họ tên gọi nó là kiềm? Tại vì nó tan trong nước thì tạo thành dung dịch kiềm, dung dịch có môi trường basơ, thế được gọi nó là kim loại kiềm. Được không ạ? Thế thì cái bọn kim loại kiềm này thường như ta đọc, chúng ta biết là trong danh hóa là khi nào ba cần mua áo giáp sắt, đúng không? Khi nào vậy kali sẽ là tính khử mạnh hơn natri. Nhưng mà chúng ta biết là theo chiều từ trên xuống dưới của bảng tuần hoàn trong một nhóm thì cái tính kim loại và tính vi kim biến đổi tuần hoàn, đúng không? Mà mình nhìn thấy là từ trên dưới về kali mạnh hơn natri rồi, vậy hoàn toàn mình suy luận được là natri mạnh hơn liti, rubidi mạnh hơn kali, cc mạnh hơn rubidi và franci mạnh hơn cc, được không ạ? Vậy thì cái tính chất đặc trưng nhất của tất cả bọn kim loại đều là tính khử, thì trong đó thì bọn kim loại kiềm là bọn nó có tính khử mạnh nhất. Đấy chưa? Vì vậy nên tính chất hóa học đặc trưng của tụi kim loại kiềm là tính khử mạnh. Tính khử cực mạnh. Và chúng ta có thể sắp xếp cái dãy thứ tự tính khử mạnh đấy là gì ạ? CC mạnh hơn rubidi. Rubidi mạnh hơn thì kiểu kali. Mạnh hơn natri, mạnh hơn liti. Lâu nay không rảnh chơi. Được chưa? Vậy thì tương tự như vậy thì tính vi kim nó sẽ ngược lại, đúng không? Tính vi kim sẽ ngược lại về tính kim loại. Vậy là tính basơ thì cũng đúng theo tính kim loại. Đấy, phải nhắc một vài cái. Thế và trong cái bọn tính chất đặc trưng này chúng ta sẽ xét một nhỏ đầu tiên. Đầu tiên là từ từ bọn này là M. Kim loại kiềm với kim loại M thì M0 sẽ luôn luôn sẽ có khả năng nhiều như mấy E. 1E để tạo thành M dương 1. Nó là chất khử nhưng nó bị gì ạ? Bị oxy hóa. Nha. Một nhỏ là tác dụng với phi kim. Một nhỏ tác dụng với phi kim. Thế bây giờ thầy lấy ký hiệu chung của nó này là M đúng không nhỉ? Thì bây giờ có là tác dụng phi kim đầu tiên là tác dụng oxy này. Cộng đầu tiên tác dụng oxy, cộng thứ hai tác dụng với clo, cộng thứ ba tác dụng với lưu huỳnh, cộng thứ tư tác dụng với lại nitơ. Khi tác dụng với oxy ngày xưa chúng ta học thì ngoài việc nó tạo thành oxit tương ứng, ở điều kiện thường thì nó còn có khả năng tạo thành các peroxit. Ví dụ như M2O2. N2O2 chúng ta học rồi đúng không? Đấy, nhưng bây giờ giảm tài thôi, không quan tâm đến bọn đấy nữa, nên bỏ hết nhá. Thứ hai là bọn này tác dụng với clo ở điều kiện thường để tạo thành MCl, cũng ở điều kiện thường. Còn này chúng ta muốn cho cái phản ứng xảy ra rõ rệt hơn thì chúng ta đun nóng nhẹ. Tác dụng với lưu huỳnh cũng ở điều kiện thường. Tác dụng với nitơ thì riêng tác dụng với nitơ thì phải đun nóng ở trên 3000 độ C hoặc là tia lửa điện để nó tạo thành muối nitrit, nitruo M3N. Được chưa? Và trong này có một anh đặc biệt, tất cả các kim loại khi tác dụng với nitơ thì đều ở phải ở nhiệt độ lớn hơn 3000 độ C hoặc là tia lửa điện. Riêng có một anh trường hợp đặc biệt là phản ứng ở điều kiện thường. Đấy nào. Đúng rồi, liti. Liti tác dụng với nitơ ở điều kiện thường để tạo thành
lời bằng hai nhỏ hai tác dụng với nước, bởi vì là cái thứ tự tính khử nó như này nên chúng ta dự đoán là li ti tác dụng với nước là bình thường, natri mạnh liệt hơn một chút, kali mạnh liệt hơn, rubi mạnh liệt hơn nữa, cc thì chắc chắn là phân độc, đúng không? Thế thì phản ứng trung quy của nó là M cộng với lại H2O để tạo thành hydroxit tương ứng MOH cộng 1/2 H2. Và ở cái chỗ này thì đã từng nhắc với chúng ta là chúng ta luôn luôn có một cái kỹ thuật để chúng ta giải nhanh, đúng không? Chúng ta sẽ nhìn thấy như sau: nếu số mol của M là 1 thì số mol của MOH là 1 và số mol của H2 là 1/2. Vậy hoàn toàn từ số mol hydro chúng ta ngay lập tức suy được số mol kim loại kiềm, và từ số mol kim loại kiềm mình suy ra là ngay tức được số mol hydro, đúng không? Đây là một kỹ năng đầu tiên. Kỹ năng thứ hai là tinh hiêu một chút thì mình luôn luôn có số mol của OH trừ như thế nào với số mol của hydro. Như thế nào? OH trừ bằng 1 thì hydro bằng 1/2. Vậy bằng mấy lần? 2 lần. Hoàn toàn chúng ta thực hiện cái bảo toàn chúng ta nhìn rất là dễ, bởi vì nước nó tách ra thành HOH thì H đi vào hydro, OH trừ ở lại, đúng không? Vậy một OH trừ cặp với một H, đúng chưa? Vậy đây là H2 thì nó phải nhân 2. Nhớ nhá, cái này để giải khá nhiều bài tập. Hiện tượng xảy ra phản ứng như sau, ví dụ như là lát li ti mà thả vào một cái ống nghiệm thì chúng ta thấy là li ti nổi lên bên trên trong một sụp mỏng. Natri thả vào ống nghiệm thì chỉ bằng một cái cục nhỏ bằng 1/4 hột ngô thôi, thì mình sẽ thấy là cái viên natri nó vo tròn, nó chạy loang quăng trên cái bề mặt nước này. Đấy chưa, nó sụp mỏng khí, chắc nhiều đứa nghịch natri rồi. Đứa nào mà thấy thú vị hơn thì có thể xem mấy thằng youtuber mà chuẩn bị sắp tới thầy cũng sẽ làm. Đấy là mua cái củ natri to đùng bằng cái đầu xong cầm ném xuống dưới sông, đùm mà. Đấy, chưa chuẩn bị rồi. Duy sẽ phụ trách. Sắp có, chưa có người đấy, bây giờ Huy đấy. Ôi, kênh của thầy bật kiếm tiền lâu rồi, hơn 10.000 sắc. Vâng, kênh mình là lâu, đều chưa đẩy không? À, đấy là cũng natri ạ, nhưng mà bằng 1/4 hột ngô nhá. Kali cũng bằng 1/4 hột ngô nhưng vừa thả phát nổ bùng phát tia lửa màu tím. Và dĩ nhiên chúng ta không thể thả vào ống nghiệm được, như thế dễ nổ ống nghiệm, nên phải thành một cái cốc. À, sang đến thằng rubidi thì vẫn bằng 1/4 hột ngô, nhưng chúng ta sẽ không bỏ vào cái cốc nữa mà ta bỏ vào cái bồn cầu ấy, thì nó bùng phát là thủng lỗ ở bồn cầu. Đấy chưa? Thế tiếp theo này, vào cc. Cc thì là không thể làm mà bảo quản được ở bên ngoài đâu, nó phải để ở bên trong cái ống nhỏ nhỏ đấy nhá. Thế thì bỏ bên trong cái ống nhỏ nhỏ đấy cc này thì thả phát thì chắc chắn không thả bồn cầu đâu, mà thả cái bồn tắm. Bồn tắm em vẫn làm đấy đúng không? Đấy, thì bên trong cái bồn tắm đấy thì là thả xong phát nó phải chặn ra thật xa, thì nó bùm phát bay nó 1/4 cái bồn tắm, bay biến mất luôn. Đấy, chúng ta tự nhìn thấy là nó phản ứng cực kỳ mạnh đúng không? Đấy, thì cái anh vừa nãy thầy diễn tả là một cái thí nghiệm của mấy ông bên châu Âu mới thử nghiệm, với lại cái bọn kim loại đấy chứ thầy thì không có tiền để mà mua được. Thế thả như là CC với lại nhiều tiền. À, và đây quay, máy quay thì nó phải bọc ở trong rơm rạ các kiểu, không bị trang, không bị bay. Đấy, hoặc là cho flycam bay bên trên. Đấy. Thì chúng ta chú ý vậy, nhưng mà chúng ta vừa nãy chúng ta vừa học nhá, chúng ta vừa nhìn thấy này, là các anh kim loại kiềm này tác dụng với hầu hết các phi kim ở điều kiện thường, tác dụng với nước ở điều kiện thường. Vậy thì trong không khí chúng ta có oxy, có nước, vậy thì tha thì không tác dụng, đúng không? Vậy chúng ta phải bảo quản kim loại kiềm bằng dầu hỏa, nhớ chưa? Này, đánh dấu sai rồi này. Bảo quản kim loại kiềm bằng dầu hỏa, vì chỉ cung cấp vào dầu hỏa thì kim loại kiềm nó sẽ không phản ứng nhá. Không thể bảo quản kim loại kiềm bằng ancol được đâu, tại vì kim loại kiềm vẫn tác dụng với ancol. Không thể bảo quản nó bằng axit, thì nó vẫn tác dụng với axit.
chỉ có thể bảo quản nó bằng dầu hỏa thôi. Thế là hiện tượng kinh nghiệm là khi chúng ta lấy một cái kim loại kiềm ra bên trong lọ dầu hỏa thì thao tác đầu tiên chúng ta làm là phải làm sao? Lấy cái giấy lọc thấm khô cái dầu hỏa ở bên ngoài cái lớp kim loại kiềm đi. Chứ nếu em không thấm khô thì em thả vào nước nó không phản ứng, nó nổi. Ừ đấy, nó nổi lều phèo. Đấy, xong rồi cái nước nha. Ba nhỏ tác dụng với axit loại 1. Ba nhỏ tác dụng với axit loại 1. Bởi vì nó tác dụng với nước nó đã xảy ra mãnh liệt như vậy nên chắc chắn tác dụng với axit loại 1 nó còn xảy ra mãnh liệt hơn. Phản ứng xảy ra mãnh liệt và có thể gây nổ. Nên là đừng có nào mà dại mà thải cũng natri và ngọ axit xong rồi rơi ống nghiệm lên tận mắt xong lắc và bụp phát bay mắt luôn nhá. Đừng dại như vậy, axit bay vào mắt xong thủy tinh cũng cắm vào mắt xong rồi kiềm cũng cắm vào mắt xong natri đâu còn đang bỏng rẫy cũng bắn nốt vào mắt nữa, rồi thôi ngủ luôn đấy, đi luôn đấy, đừng có làm trò vậy. Vậy M cộng với H cộng thì tạo thành M cộng cộng với H2 1/2 này. Chúng ta nhìn đây là bản chất của anh kim loại kiềm, là một anh kim loại kiềm luôn luôn sinh ra 1H2 1/2 này, không phải 5H2. Mình làm vậy để mình nhầm nhanh, mình không phải đi bảo toàn em được không nhỉ? Chỗ này thầy đã nói kỹ chúng ta bằng axit loại 1 rồi. Này có những cái kỹ thuật và những kỹ năng để giải ngay. Bốn nhỏ là tác dụng với dung dịch muối. Thế bây giờ trước khi mà chúng ta làm nó tác dụng với dung dịch muối thì thầy hỏi một tí là kim loại kiềm có tác dụng với dung dịch bazơ không? Kim loại kiềm có tác dụng dung dịch bazơ không? Ví dụ như là natri có tác dụng được với dung dịch là CH2 lần không? Có không? Yes or no thôi mà. Có không ạ? Có, trong từ dung dịch đấy có nước, natri tác dụng với nước, đó là NaOH nên nó có tác dụng. Thi trung học các quốc gia người ta thích hỏi như vậy đó. Và em nhìn một cái điều, nhìn một vô lý lại là thường nhưng cuối cùng nó lại chẳng hạn cả đúng bởi vì có một phần chúng ta phải quên. Thế thì thầy hỏi cái câu hỏi đấy để nhắc nhở chúng ta rằng là đấy tác dụng dung dịch muối thì nó sẽ tác dụng với gì trước? Nước trước, chứ đừng đứa nào pha là natri tác dụng với COS4 tạo thành COU cộng với NaOH4 nhá. Là ngu lắm rồi, ngu hẳn rồi. Thì chú ý ạ, là kim loại kiềm sẽ tác dụng với nước trước. Ví dụ cái kinh nghiệm hay bị hỏi nhiều nhất là natri tác dụng với dung dịch COSO4 thì phản ứng đầu tiên, phản ứng số 1 là natri tác dụng với nước để tạo thành NaOH cộng 1/2 hydro. Sau đó NaOH sinh ra cho tác dụng với COSO4 để tạo thành Na2SO4 cộng COOH2 lần. Và hiện tượng xảy ra là thấy sủi bọt khí và xuất hiện kết tủa màu xanh lửa, trắng xanh. NaOH2 lần cũng màu trắng xanh, nhưng hai màu trắng xanh nó khác nhau. Sang bài sắt thì thầy sẽ nói cho ta biết rồi. Vì NaOH2 lần ngay điều kiện thường nên nó chuyển từ màu trắng xanh màu nâu đỏ của NaOH3 lần. Nên dễ nhìn thấy. Nói chung là cái bọn con trai là cái bọn mà nhận biết màu nó không được ổn. Thứ hai là cái việc mà phát biểu là màu dạng như thế nào ấy thì đáng nhiên nó phải có bảng màu cơ. Nhưng trong hóa học thì người ta cứ nhận biết cái nhìn màu nó cứ kiểu theo kiểu là nó cứ gọi là xanh thôi. Còn thế nào cũng được, cứ biết nó là xanh. Được chưa? Bởi vì thế này ạ. Nếu mà cái này mình chưa nói về nồng độ. Nếu mà COOH2 lần nó mà ít thì là trắng xanh nghiêng về trắng nhiều hơn, đúng không? Nhưng nếu nó nồng độ nó nhiều thì trắng xanh thì nghiêng về xanh nhiều hơn. Đúng không? Xong khi đó thì bọn con trai là bọn mù màu. Cái việc mà phân biệt bảng màu của con trai sẽ mù hơn con gái phân biệt màu nhiều hơn. Đó. Gì?
À không, đây là học nhiều thì biết, đọc nhiều sách. Được chưa? Khánh ơi, đừng bi vô like nữa, bỏ từ nãy giờ. Like tò mò. Dạo này lại xem hot girl gì? Trâm Anh à? Trâm Anh, người yêu cũ của Kim Phiu. Yêu đâu? Yêu đâu? Chắc gì em nhớ yêu trong một ngày thì sao? Tình yêu một ngày. Đi vào trong Sài Gòn thì cô đơn. Hả? Có Phiu Phiu nhưng mà cửa thấy sao nhỉ? À hay là Phiu Phiu 89? Là 91 là hơn em rồi. Ông Hoa này bảo rồi, năm nay là năm ngoái xấu, năm nay cũng xấu, mà 10 năm nữa đều xấu. 10 năm nữa đều xấu của em. Hôm nọ thì mới hỏi ông Hoa, năm nay đẹp không? Trêu trêu ông tí rồi, ông Hoa thấy năm nay chúng ta tổ chức mừng thọ 100 tuổi. Thì ông Hoa bảo là năm nay là năm chỉ hòa hậu. Xấu lắm, không được làm cái gì hết. Có người yêu cũng không nên có. Đấy. Có cái gì? Có người yêu. Thế là chịu rồi. Đi học năm nay cũng lên đi chịu. Năm nay em gái phải đẹp. À, tại vì nó phải dài, dài hạn. Em phải với đâu quá. Ngồi thì bây giờ cái kiểu gì mà các ông thầy ông chả dài được. Nên kể cả hiếm muộn không có con, nó mới cho đốt cái ra cho xong rồi cho uống rồi lại cũng có con hết. Giờ các thầy làm hết. Thơ trong cổng đây thơ nhưng mà nói câu nào cũng không biết câu đấy. Đấy nha. Sau đó được thêm muối, mình sang 4 la mã và ứng dụng điều chế. 4 la mã điều chế ứng dụng. 4 la mã điều chế ứng dụng. Một nhỏ điều chế. Thì điều chế các anh kim loại kiềm thì chỉ bằng một phương pháp duy nhất thôi. Phương pháp gì đấy ạ? Điện phân gì? Nóng, chảy, muối clo rua của nó, MCl, điện, phân, nóng, chảy, M cộng 1 phần 2, C cộng 2. Cái gì mà thở dài? Hai thở dài là trạng thái muốn lấy chồng rồi. Hai năm ba nữa. Được em. Đầu tháng 1 năm 2021 đẻ, đúng không? Sau đó là 9 tháng 10 ngày. Đấy, sau đó còn một tuần là tháng 10 là bắt đầu là... Không trẻ. Sao không có? Thầy gặp mấy đứa như thế rồi luôn. Thầy gặp mấy đứa rồi. Thầy gặp mấy đứa vậy rồi. Thế thầy hỏi, thế chồng mày không kiêng à? Nó bảo không, em sợ mất chồng. Tắt, mặc dù mổ xong rồi vẫn có vết mổ vẫn hơi đau, có nghĩa là nó chỉ nghỉ khoảng tầm là 1-2 tháng rồi, có nghĩa là đẻ xong rồi khoảng tầm là 9-10 ngày là đẻ xong đúng không? Thế nên là còn chưa tính là đẻ sớm, nó khoảng tầm là 9 tháng đẻ đúng không? Thế là nghỉ khoảng tầm 1 tháng rưỡi xong rồi là chồng xong là bắt đầu là thụ đứa thứ hai. Thế là khoảng tầm là tháng 11 bắt đầu đúng không? 9-10 ngày đấy 2 năm ba đứa. Thì thêm nữa là đây, thì được là 2 năm 3 lứa. Đây là còn chưa tính là sinh đôi, sinh 3, sinh 5. Sinh 7. Có, trên toàn bộ thế giới này có 1 ca sinh 7 thôi. Có 7. Thầy là 1 ca sinh 7. Sinh được 3 sau thôi. Vẫn nợ. Có lúc đấy nổi tiếng là sẽ được nhiều tiền nhỉ?
làm pin up xe. Mình không muốn thử điều đấy. Hai nhỏ. Hai nhỏ. Nào. Ứng dụng. Thì bởi vì là các anh kim loại kiềm này đều có nhiệt độ sôi và nhiệt độ nó cũng chảy thấp nên ứng dụng đầu tiên của nó là làm trong còi báo cháy là hợp kim gồm natri và kali. Là mấy cái còi báo cháy về ở chung cư cao cấp thì cơ thì em có thể tháo ra thì thử nhà thế nào ở chung cư cao cấp. Còn nếu mà chung cư bình thường ấy, chung cư bình thường tháo ra ta sẽ nhìn thấy nó là dây đồng. Đồng thì nó nóng chảy khoảng tầm trên dưới 500 độ C nên bao giờ chúng ta đánh than hết thì nó mới bắt đầu báo cháy. Báo để xúc than. Còn báo cháy thứ hai à? Chúng ta còn lý rồi ạ, CC là gì đó? Học vật lý là cái gì? Ứng dụng làm gì? Hả? Đúng rồi, tế bào quang địa. Tế bào quang địa. Các em có hay đi chụp X-quang không? Đấy, ta sẽ thấy một cái bóng đèn to phạc đúng không? Xong chiếu chụp vào người ông ta, chúng ta mặc quần áo cũng thành không mặc gì. Còn tí xương. Nếu mà mặc dù đấy thì đấy là sẽ xin tế bào quang địa thì chúng ta sẽ sử dụng vào cái việc mà bắn phá các tia X. Đấy thì vào trong cơ thể của ta thì nó sẽ có cái các cái thứ nó phản quang lại. Đây là tế bào quang điện. Bởi vì là tại sao lại sử dụng CC của tế bào quang điện? Tại vì thế này, electron lớp ngoài cùng của CC là nó ở xa hạt nhân. Nên hạt nhân nó hút cái thằng E đấy là năng lượng là thấp nhất nên việc bứt nó ra là năng lượng. Ta chỉ cần sử dụng một năng lượng thấp thôi thì E đấy nó sẽ bứt ra. Được chưa? Thế nên người ta sẽ sử dụng một cái năng lượng điện này cho vào trong sợi dây đấy, thế là nó bứt cái E ra, bắn người E. Được chưa? Thì thôi ngày xưa khi mà chưa biết được cái hạt nó bắn vào người ấy là hạt gì đấy thì người ta đọc là tia X hay gọi là X quang là vậy. Không, thầy không biết cái đấy, hỏi bên sinh thầy ngày xưa thì học rồi thầy quên. Thầy bấm xong rồi hết rồi. Bấm xong rồi hết rồi. Một lời khuyên chân thành nhất là không nên chụp X quang nhiều. Hay là các em mà có học bên ngành y mà học ở trong ngành mà cái thiết bị y tế thì cũng tránh cái phòng chụp X quang ra. Thứ hai là không nên chụp CT nhiều. Thì đi cắt lớp não ấy. Đấy gọi là quá lắm đi chụp cái đấy thôi, chụp cái đấy là không tốt cho đầu não thì này. Hả? Ừ đấy cũng rồi, mấy cái đấy thuốc tiêm tiếp xong rồi uống cái gì mà chụp cái. Ừ nên là cẩn thận nha. Nói chung là trong cuộc sống chúng ta xuất phát thời điểm là từ tự nhiên và từ thiên nhiên. Thế nên chúng ta cố gắng nên sử dụng các cái vị thuốc từ thiên nhiên và tự nhiên để mà chữa trị cho bản thân. Ví dụ như cảm lạnh, dùng xịt mũi thì đừng nên uống thuốc cảm. Chúng ta về pha trà gừng với mật ong uống hết mà. Thuốc nào ăn kém. Đúng không? Thôi chịu đấy. Thuốc nào đấy cũng chơi đồ. Chơi đồ thì chịu rồi, chơi đồ chúng ta ở thế giới khác đúng không? Chúng ta không ở thế giới này nữa. Sao? Chơi đồ phải sức tinh thần. Công nhận đấy, chơi đồ khả năng cao, trời này không mặc gì chạy ra ngoài đường được. Chúng ta có thể thực hiện được những cái trạng thái mà khác biệt. Ví dụ như là ngay mình biến thành siêu nhân, mình có thể là đứng bằng một chân trên dây điện cao áp. Thôi xong nhá. Xong về kim loại kiềm. Bài số 2. Bài số 2. Hợp chất của kim loại kiềm. Bài số 2. Hợp chất của kim loại kiềm. Em học xong bài số 2, học xong kiềm nhàn không? Alo. Nói ao á? Nào mắt còn gọi là gì ạ? Súp. Súp ăn ra đấy. Thứ nhất, anh này tồn tại ở điều kiện thường. Thể rắn nhá. Chúng ta có nhớ trong cái dạng bài tập về thủy phân ST nếu nào mắt dư thì
để tạo thành dung dịch không màu. Tan tốt trong nước để tạo thành một dung dịch không màu. Anh này có tính ba giờ cực mạnh. Tính ba giờ cực mạnh. Tính ba giờ mạnh thì đứa nào chả biết đúng không? Tác dụng với axit NaOH cộng HCl rồi này. NaOH cộng H2SO4 loãng. Tự viết phương trình nhân tạo thành gì? Thành dễ rồi. Tính ba giờ mạnh. Cái này tính ba giờ mạnh thôi đúng không? Để tạo thành gì ạ? NaCl cộng H2O Na2SO4 cộng H2O. Được không nhỉ? Em tính ba giờ mạnh. À, cộng nước, hai nước. Điều chế là nào á? Điều chế hay là sản xuất đấy ạ? Thì bằng cách là điện phân dung dịch NaCl. Điện phân dung dịch NaCl. Điện phân này là điện phân phải có màng ngăn. Điện phân này phải có màng ngăn để tạo thành NaOH cộng Cl2 cộng H2. Thế nếu không có màng ngăn thì nó tạo thành cái gì? Không có màng ngăn thì clo sẽ tác dụng với NaOH để tạo thành NaCl và NaCl. NaCl tiện thể ghi thêm cái phương trình này. Điện phân dung dịch mà không có màng ngăn thì nó sẽ tạo thành NaCl cộng NaClO cộng H2. Đấy là NaOH sum. B NaHCO3 natri hydrocarbonate. Natri hydrocarbonate tồn tại điều kiện thường. Điều kiện thường là chất rắn màu trắng tan ít trong nước. Tan ít nhá, riêng này tan ít trong nước. Anh này cho môi trường gì ạ? Môi trường ạ. Thằng này trung tính. Đúng không? Phải, thằng này là được tạo thành bởi từ thằng bazơ mạnh NaOH và axit yếu H2CO3. Thế là bazơ mạnh với thằng axit yếu thì kéo nhau thì phần thắng nghiêng thằng nào? Bazơ mạnh. Vậy anh này cho môi trường kìa. Môi trường kìa. Nhưng mà tính chất của anh này là tính gì ạ? Na cộng là tính trung tính. HCO3 trừ là tính lưỡng tính, nó có khả năng nhường proton H cộng và nhận proton H cộng, đúng không ạ? Nên là có tính, còn nó thì là tính lưỡng tính. Nhưng anh này là muối gì ạ? Trung hòa hay muối axit? Đấy, muối axit. Nên là người ta rất hay sử dụng những cái chúng ta bị nhầm lẫn thế này để người ta hỏi NaHCO3 là đấy, muối trung tính hay muối acid thì chắc đứa nào cũng tô được với acid. Thế thì hỏi môi trường gì thì chắc đầy đứa tô là môi trường acid, đúng không? Hỏi tính gì thì chắc chắn lúc đấy là nhầm lẫn lại
Ông thầy dạy là môi trường kiềm thì chắc là tính kiềm rồi. Đấy, quên mất là tính lưỡng tính. Đấy, thì ba cái này là thầy hỏi tận dụng vào cái việc của chúng ta nhầm lẫn hay không. Đấy, tính thì không bao giờ có tính trung tính nhé. Tính đương nhiên phải là tính axit, tính bazơ, tính lưỡng tính. Đúng không ạ? Được chưa? Môi trường. Được chưa? Lưu ý với cái chỗ đó. Nhưng đặc biệt nữa là anh này thì lại mặc dù là môi trường kiềm nhưng mà lại không làm quỳ nổi vào. Anh là mắt thì làm quỳ tím chuyển thành màu gì? Xanh. Phenol và talin chuyển thành màu gì? Hồng. Cái này thì không phải ghi, người ta tự biết rồi. Như anh NaHCO3 mặc dù môi trường kiềm nó lại không làm đổi màu quỳ tím và không làm đổi màu dung dịch phenol và talin. Lý do bởi vì cái việc mà để làm đổi màu quỳ tím ấy, thì nó ở trong mối khoảng pH. Đấy chưa? Nó có là khoảng tầm là pH lớn hơn 8 cơ. Đấy chưa? Thế thằng này có thể pH của nó chỉ khoảng tổng tầm là 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5. Hiểu không nhỉ? Chứ làm sao đủ làm đổi màu. Được chưa? Đấy. Và hiểu cái chỗ điều đó. Thế giờ thầy mới đi chứng minh cái tính lượng tính của nó nha. Tính lượng tính. Chứng minh tính lượng tính. Thế thì khi mà chứng minh tính lượng tính thì chúng ta cần phải nắm được là lưỡng tính là gì. Lưỡng tính là có khả năng nhường proton H cộng và nhận proton H cộng. Vậy ở đây bản chất của lưỡng tính nha, chúng ta xét lại bản chất rất hay ghi và nhiều này là HCO3 trừ mà cộng với H cộng thì tạo thành H2O cộng CO2. Nhưng HCO3 trừ cộng OH trừ thì là gì? CO3 2 trừ cộng nước. Hai phương trình này các em rất hay bị nhầm lẫn với nhau, đúng không? Thế bây giờ thầy sẽ cách nhớ. H cộng tính axit đúng không? Thì thằng này lưỡng tính mà. Thì đi bằng axit nó phải hiện tính bazơ đúng không? Axit chất nhường proton H cộng, bazơ chất nhận proton H cộng. Thằng này nhận proton H cộng. Thằng này nhận H cộng thì nó tạo thành H2CO3. H2CO3 cộng bền tan. Được chưa? Bazơ là gì ạ? Nhường proton H cộng. Thằng này nhường proton H cộng và thằng này nhường H cộng đi thì nó chỉ còn là CO3 2 trừ cộng H2O. Được chưa? Hiểu bản chất thì mình mới làm được không bị nhầm. Thì từ đó chúng ta sẽ có một vài cái phương trình rất hay thi NaHCO3 cộng CaOH 2 lần lệ 2:1 NaHCO3 cộng CaOH 2 lần tỷ lệ 1:1. Rất hay thi cái phương trình này. Biết cho thầy xem tạo hình gì. Tiếp nha, anh này tạo thành gì? Gì ạ? Nó là gì bản chất nha? 2HCO3 trừ 2OH trừ. Với đây, đúng là tỷ lệ 1:1 đúng không? Thì tạo thành hết ion CO2 trừ đúng không? Nhưng ở đây là 2OH trừ 2HCO3 trừ nên mình sẽ có 2 ion CO2 trừ. 2 ion CO2 trừ thì một phần ion sẽ ăn thằng canxi CaCO3. Một thằng ion sẽ còn lại thằng natri Na2CO3 cộng với lại H2O. Cái này dễ hay nhìn thấy. Thế nữa, dưới này thì khó hơn. Mình chỉ có một ion HCO3 trừ mà thằng này ăn tận với lại 2 ion OH trừ. Vậy nó chỉ tạo thành được một ion CO3 trừ và một ion OH trừ còn dư. Đúng không? Vậy thì chắc chắn phản ứng này thì cái thằng ion CO3 trừ nó sẽ phải nhường thằng canxi hai cộng để tạo thành kết tủa CaCO3 cộng với lại NaOH cộng với H2O. Đấy. Tỷ lệ khác nhau sẽ sinh ra sản phẩm khác nhau. Mấy năm nay rất thích thi cái kiểu này. Được chưa? Ứng dụng.
ứng dụng của NaCO3 để làm gì? Lớp mình có bạn nào bị đau dạ dày không? Có. Ở đấy, ví dụ nó là thuốc chống đau dạ dày của con em ấy. Mỗi lần đau của em sẽ uống cái thuốc có bột trắng trắng ấy, thì trong đấy nó có NaCO3. Bản chất của việc đau dạ dày do em ăn quá nhiều đồ cay là một, thứ hai thức khuya là hai, thứ ba là ăn uống không đúng giờ, thứ tư là suy nghĩ nhiều, xì chét. Nói thật là em học xì chét cái lẹo làm sao mà xì chét được ạ? Chỉ có bọn em tự đặt áp lực cho mình thôi, chẳng làm gì có xì chét. Em coi cái việc học như kiểu trò chơi ấy, thì em sẽ thấy vui. Là được một bài khó coi như là mình vừa phá đảo xong, đúng không? Mỗi lần làm một bài, ngày xưa thầy chính bản thân vậy, ngày xưa thầy cai nghiện game đế chế nhờ bằng cách là coi việc học như một trò chơi. CO3 natri các món ăn phân tử phối bằng 106 tồn tại ở điều kiện thường là chất rắn màu trắng Na2CO3 ngập 10 nước thì còn được gọi là soda. Soda thì nó được dùng làm gì nhỉ? À, với uống Coca-Cola đúng không? Pepsi, baking soda dùng làm tẩy trắng. Đúng không? Tẩy trắng răng. Đúng không? Tẩy bồn cầu. Đấy là lý do mà tại sao chúng ta có mấy video người ta đổ Coca-Cola vào trong bồn cầu đi đánh cỏ xanh. Chúng ta bảo ôi phải độc thế, đúng không? Đấy là thể hiện một sự không được biết về hóa học. Và bởi vì làm sao? Còn soda này thì chắc chắn nó có tính tẩy rửa, được chưa? Thì bởi vì thường cái thằng nó có tính kiềm nhé. Em nhớ thầy, thường cái thằng có tính kiềm thì nó sẽ có cái tính ăn mòn, được chưa? Bọn em vẫn cứ nghĩ ở trong đầu là axit thì ăn mòn rất mạnh, nhưng về mặt bản chất thực ra kiềm ăn mòn mạnh hơn là gì? Đấy, mình ví cho đó. Chúng ta nhìn về thằng Na2CO3, anh này là chất điện ly mạnh, là chất điện ly mạnh. Thế nào là chất điện ly mạnh thì đến lúc tổng ôn thì sẽ nói. Thế nên Na2CO3 nó sẽ bị điện ly hoàn toàn để tạo thành 2Na cộng cộng với lại CO3 2 trừ. Trong này lưu ý Na cộng là ca chiêu của kim loại mạnh nên thằng này có tính trung tính. Còn anh ion CO3 2 trừ là anh anion của gốc axit yếu nên nó sẽ có tính ba sơ. Thế tiệu chung lại thì chúng ta sẽ suy ra được là anh Na2 CO3 có tính ba sơ. Tính ba sơ được thể hiện như thế nào? Theo thuyết Brønsted thì axit là chất nhiều proton hát cộng, bazơ là chất nhận proton hát cộng. Thì anh ion CO3 2 trừ nó sẽ có khả năng nhận hát cộng để tạo thành HCO3 trừ nếu hát cộng cho từ từ vào nó. Còn nếu hát cộng cho dư và cực kỳ nhiều thì CO3 2 trừ sẽ ăn 2 hát cộng để tạo thành H2O và CO2 bay lên. Cái này thầy sẽ nhắc lại trong phần chia giải của phần kim loại kiềm nhổ nhé. Cái này chúng ta sẽ nhắc lại. À, ngồi đây. Được chưa? Thì cái chỗ phần chia giải này là một trong số những dạng rất hay đi đấy. Khi chúng học cái quốc gia này thì cái này sẽ nhắc ở trong cái phần mà về kim loại kiềm nhổ nhé. Trong cái kim loại kiềm nhổ thì chúng ta sẽ học về hai vấn đề chính trong phần chia giải đó. Một dạng là dạng CO2 trừ kiềm, một dạng là dạng H cộng vào CO2 trừ, CO2 trừ và H cộng. Hai cái dạng hay đi, hết sức để ý. Thế chính vì vậy nên chúng ta sẽ có một số cái phương trình phản ứng Na2CO3 cộng HCl, Na2CO3 cộng H2SO4 loãng, Na2CO3
cộng với Ca OH 2 lần. Đấy, các em hoàn thành các quy trình trên. N2CO3 OHCl, N2CO3 OH bốn loãng, N2CO3 cộng Ca 2 lần. N2CO3 cộng HCl thì nó sẽ tạo thành NaCl cộng với H2O cộng với CO2. N2CO3 cộng H2S4 loãng thì nó sẽ tạo thành Na2SO4 cộng với H2O cộng với CO2. N2CO3 cộng với lại CO2 lần thì nó sẽ tạo thành NaOH cộng với lại Ca CO3. Được không? Thì chúng ta lưu ý cái phản ứng này là cái phản ứng mà còn có khả năng là điều chế NaOH, đúng không? Sinh ra NaOH. Na2CO3 thì không bị nhiệt phân hủy. Nhiệt phân hủy ở nhiệt độ nhỏ hơn 1000 độ C. Thực ra mức 1000 độ C là này là mức ở trong phòng thí nghiệm rồi. Đa số nhiệt độ trong phòng thí nghiệm thì nó không vượt quá 1000 độ C. Thế mình cũng coi như là thằng N2CO3 không bị nhiệt phân hủy. Ứng dụng được sử dụng làm nước giải khát. Chất phụ gia trong sản xuất gương, sản xuất thủy tinh chuẩn hơn, thủy tinh vân vân rất nhiều. Đây là N2CO3. Mình sang cái chất cuối cùng trong phần đầu bài, kali nitrat. Ta đổi ra kali nitrat chất rắn màu trắng, tan tốt trong nước. Chất rắn màu trắng tan tốt trong nước. Về mặt tính chất hóa học thì anh này dễ bị nhiệt phân hủy, dễ bị nhiệt phân hủy. KNO3 để tạo thành KNO2 cộng 1 phần 2 oxy. Thứ ba, anh này là thành phần chính trong thuốc nổ đen. Thành phần chính trong thuốc nổ đen. Gồm KNO3 carbon. Thực ra KNO3 có nhiều trong phân dung. Thế nên ngày xưa mua Gia Long chiến đấu với quân Tây Sơn thì hay là cho binh lính ra những cái hàng rơi ở khu vực miền Nam chúng ta đấy, và làm xúc phân rơi này, xong rồi trộn với lại than, trộn với linh huỳnh, xong rồi làm thành đạn súng thần tôn đấy, bắn vào quân Tây Sơn. Thì là cái việc mà nhà Nguyễn chiến thắng nhà Tây Sơn là nhờ vào những cái phát kiến kỹ thuật đổi mới ở trong cái súng thần công. Cho đến bây giờ thì chúng ta vào những cái kinh thành như Huế hoặc là những cái vùng dân gia định và Sài Gòn ngày xưa, chúng ta vẫn nhìn thấy có những cái tường thành và chỉ ở ngoài biển thì có rất nhiều những khẩu thần công cực kỳ to, nhất là ngay đại nội cung thành Huế chúng ta sẽ nhìn thấy là có rất nhiều khẩu thần công cực kỳ to và dài. Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy đấy. Thì ngày xưa thì bọn Pháp sang xâm chiếm nước ta cũng rất sợ những cái khẩu thần công này, vì là chúng ta cũng không phá nó lại nhá. Đấy, thì trên đây chúng ta vào học hết toàn bộ về phần muối nitrat.
muối của bọn các hợp chất quan trọng của bọn kim loại chìa. Bây giờ ta làm một chút xong chúng ta sẽ sang đến phần tiếp theo là phần